Hello, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Gấc Việt. Cách đây vài ngày thì có một vài YouTuber, kêu bằng YouTuber cũng đúng, YouTuber rồi Facebooker rồi đó, đã phát tán cái thông tin đó là ngày 15 tháng 4 tới này, tức là ngày hôm nay đó, thì chú Dũng Lò Vôi sẽ bị bắt. Thì hôm nay là gần hết ngày 15 rồi đúng không cả nhà? Gần hết ngày 15 rồi và không có thấy dấu hiệu hay là tín hiệu gì liên quan đến chú Dũng Lò Vôi hết. Thì rõ ràng những người đó đã tự đánh mất cái uy tín của mình. Họ đã lên trên trang mạng và phát đi những cái thông tin không đúng về một cá nhân. Nhưng mà qua đó thì chúng ta lại thấy rằng đó là một cái lời cảnh báo tiếp theo dành cho những cái con người đó, những cái con người mà phát tán thông tin bịa đặt như vậy. Bởi vì rõ ràng mới ràng đây thôi, cái anh chàng Như Quỳnh cũng đã nói rằng là sẽ có một vài nhân vật đình đám là doanh nhân là sẽ bị bế đi thế này thế kia, và ngay sau khi mà anh này nói lên những cái thông tin chưa có chính xác, chưa kiểm chứng đó thì ảnh đã bị hốt rồi, và hôm nay là người ta đã khởi tố vụ án và tạm giam bị can luôn. Vậy thì những cái con người mà đã từng tuyên bố là chú Dũng sẽ bị thế này thế kia đó thì cơ quan chức năng cũng nên xem xét lại những con người này, đúng không? Họ vì câu view, câu like hay là làm cái gì đó không biết, hay là mục đích là nhục mạ bên phía công ty Đại Nam hay sao không biết, nhưng mà họ đã phát tán cái thông tin không được kiểm chứng. Thì một cái tấm gương từ Như Quỳnh cũng nên xem xét lại một số thành phần này, một số thành phần mà phát tán cái thông tin nói rằng chú Dũng sẽ bị bế đi thế này thế kia đó, và họ khẳng định là ngày 15 luôn mà, là khẳng định hôm nay nè đó. Thì đây rõ ràng là một cái điều mà cơ quan chức năng nên làm, bởi vì họ làm hoang mang dư luận, họ làm cho những cái công nhân hoặc là những cái người mà đang lao động ở trong các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp của chú Dũng đó, người ta cũng hoang mang. Tại sao ông chủ tôi làm sao mà bị người ta đồn đoán như thế này thế kia, rồi những đối tác làm ăn của chú Dũng nữa. Người ta là một doanh nghiệp giải quyết hàng ngàn lao động, rồi tạo công ăn việc làm là một, thứ hai là đóng thuế cho nhà nước, rồi cho đất nước để phát triển rất là nhiều thứ, chứ đâu phải là những cái YouTuber đó ngồi đó rồi phán. Họ chẳng làm được cái gì cho xã hội mà họ còn làm cho người ta hoang mang thêm. Đây rõ ràng là cái việc mà cơ quan chức năng nên làm, giống như trường hợp của Như Quỳnh, đúng không nha? Rồi mới đây thì có một cái tên cũng hơi không biết có cái vấn đề gì về thần kinh hay không, mà họ so sánh rằng là những cái người mà vẫn còn yêu mến bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng là một cái dạng u mê, giống như những cái người mà đang u mê bên phía Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Họ nói rằng là đừng có so sánh, đừng giống như là đừng có lên án họ, đừng có lên án họ, bởi vì những người vẫn u mê bà Hằng thì cái việc mà họ u mê Thiền Am là chuyện của họ. Nói chung thì cái câu nói này ra chúng ta cũng không cần đối chối làm gì, đúng không? Bởi vì nhìn vô biết liền bà Hằng đã làm được cái gì cho xã hội, làm rất là nhiều chuyện, đúng không? Còn bên bồng lai làm gì cho xã hội, làm tạo ra một cái sự nhơ nhớp. Thôi nói chung là không có bàn tới cái chuyện đó làm gì, đúng không nha? Nhưng mà sẵn đây thì chúng ta cũng lên tiếng vì sao một số người vẫn yêu mến, vẫn dành tình cảm đặc biệt cho cô Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt nhất là để cho bác Đặng Quang Bình, là một giảng sư, là một cựu chiến binh, là một nhà giáo, nói chung là rất là nhiều, kinh qua rất là nhiều những vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Bác viết một cái bài này để chúng ta hiểu rõ hơn vì sao còn rất là đông người dân người ta vẫn yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng, cho nó dễ hiểu hơn cả nhà, chứ mình nói lòng vòng làm gì cho mất công. Đây để thì mình chia sẻ luôn cái bài viết của bác Đặng Quang Bình cho cả nhà hiểu ha. Bác nói một cái bài với tiêu đề là nói về chữ nghĩa, sự trọng nghĩa, vì sao trọng nghĩa và có liên quan gì đến bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ sa phấn trắng bảng đen, tức là sa giảng đường đó, cụ sa phấn trắng bảng đen cũng đã hơn chục năm. Học trò khóa 1 khóa 1 cử nhân lực của cụ như là thẩm phán Lê Thúc Anh, tức là học trò của cụ Đặng Quang Bình đó cả nhà, như thẩm phán Lê Thúc Anh, cựu phó chánh án tòa án nhân dân tối cao, chánh tòa thành phố Hồ Chí Minh thì giờ cũng đã 79 tuổi. Học trò của cụ rất là lớn tuổi nha. Trò trẻ hơn là luật sư, là diễn viên Thiệu Ánh Dương cũng đã U50 rồi. Các trò ở Đại học Công an, An ninh thì người trẻ nhất nay cũng ngoài 30, còn già hơn thì lên tá, lên tướng, có người cũng đã về hưu như cụ. Nhưng mà nhờ có cái drama của siêu Nguyễn Phương Hằng mà cụ lại có cơ hội để lên sóng rồi ôn lại cái ngón nghề của ông giáo, ngày nào, trao đổi với các em, các cháu, bổ trợ thêm những kiến thức mà trước kia chưa được nói tới. Mấy ngày trước cũng có đăng trên một cái status xoay quanh chủ đề về chữ nghĩa, cái chữ nghĩa cả nhà, nhân nghĩa. Nay thì xin nói thêm cho rõ, phong phú hơn về nhân sinh quan ở cái chữ này. Trong các giáo trình văn học trung đại Việt Nam, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cũng đã viết khá nhiều về nội hàm của cái chữ nghĩa. Nhưng mà tự trung lại á, nghĩa là dám làm những cái việc phải. Nghĩa là dám làm những việc phải, không kể thiệt hại, không kể hy sinh, với dũng khí là quên mình. Đó là dấn thân, sẵn sàng làm những cái việc nghĩa. Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Câu nói rất là quen thuộc đúng không cả nhà? Nghĩa của hai câu này á, là thấy việc nghĩa không làm thì không phải anh hùng, thấy người vào chỗ nguy mà không cứu thì không phải kẻ anh hùng. Và cụ Đồ Chiểu thì cũng đã viết á, vì nước tấm thân đã gửi, còn mất đã cam, giúp đời cái nghĩa đáng làm, nên hư nào nại. Nghĩa chính là lẽ phải, nhưng mà lẽ phải ấy phải dựa vào đâu, đúng không? Biết là cái đó nghĩa đó, nhưng mà chúng ta phải dựa vào đâu mới được, mới gọi là lẽ phải. Tức là lẽ phải phải dựa vào đạo lý nhân dân, đạo lý của nhân dân. Cái việc nghĩa đó là phải cứu khổ, phò nguy, khử bạo, trừ gian, bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải. Bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải. Cái việc nghĩa ở mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi hoàn cảnh lịch sử nó có sự khác nhau. Ví dụ như trong hoàn cảnh chiến tranh thì cái việc nghĩa là đi chống giặc cứu nước nè, đúng không? Đó là những tấm gương như là Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, Lê Mã Lương, Nguyễn Quốc Sưng hay là Thái Văn A, vân vân. Tạo còn thời bình á, cái việc nghĩa gần đây nhất là tấm gương của Trung úy Thái Ngô Hiếu. Đồng chí này đã được thăng vượt cấp luôn nha. Thời bình thì việc nghĩa gần đây nhất là tấm gương của Trung úy Thái Ngô Hiếu, đã bất chấp hiểm nguy, dũng cảm đã cứu sống 4 người dân bị chết đuối và được Đại tướng Tô Lâm thăng hàm vượt cấp lên đại úy. Từ trung úy lên đại úy luôn, vượt qua thượng úy ha. Theo cụ thì những việc mà CEO Nguyễn Phương Hằng làm hơn một năm qua như là đứng đơn nè, rồi lên sóng tố cáo thần y Võ Hoàng Yên cùng các nghệ sĩ, rồi một số nhà báo, rồi đặc biệt là bọn giả sư trục lợi, lợi dụng cái danh nghĩa từ thiện mồ côi để kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gom góp tiền vào tài khoản cá nhân mà không dám sao kê, thì đó là việc nghĩa. Bởi vậy vì sao mà bác Đặng Quang Bình đứng về phía CEO Nguyễn Phương Hằng? Bởi vì bác đã nhìn thấy những cái việc nghĩa mà CEO Nguyễn Phương Hằng đã làm. Tiền bạc, công sức mà vợ chồng Dũng Lò Vôi, bà Phương Hằng đã làm như là xây cầu đường, trường học, trạm xá, các quỹ, quỹ từ thiện Hằng Hữu rồi đó, thì đó là việc nghĩa, đúng không? Ngoài cái việc vạch trần những cái xấu, những cái góc khuất của xã hội, thì những cái việc mà bỏ tiền ra để làm công tác từ thiện thì đó cũng là việc nghĩa đó, đúng không? Và mặc dù biết cái việc livestream thì đương đầu với những kẻ xấu, với những cái rủi ro có thể bị tù đài, thậm chí mất mạng, nhưng mà Phương Hằng cũng vẫn dấn thân, bởi vì trước đó Phương Hằng đã từng tuyên bố đó cũng chính là việc nghĩa. Nguyễn Phương Hằng không phải là anh hùng mà là anh thư nha các em, các cháu. Đối lập với chữ nghĩa thì là cái chữ bất nghĩa. Sự bất nghĩa cũng đã được viết trong các giáo trình giảng dạy ở nhà trường phổ thông, đại học. Đó là sự thỏa hiệp, sự đầu hàng. Đó là một cách sống xấu xa, không đáng sống, đúng không? Chúng ta biết nó xấu đó, nhưng mà chúng ta không dám lên án, không dám chỉ, thì đó cũng là một cái việc bất nghĩa. Bởi vậy có một cái bài hịch kêu gọi mà nghĩa quân đánh Tây ngày trước có viết là hễ làm người chứ ai ở hai lòng, đã vì nước thì phải theo một phía, trước làm nghĩa sau làm nghĩa. Tức là đã trong một nước thì chúng ta phải vì nghĩa để đánh Tây đó mà. Và nhà thơ mù Nguyễn Đình Chiểu thì cũng đã lên án những cái kẻ bất nghĩa. Cụ viết rằng là nhớ câu kiến nghĩa bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Một cái câu nó rất là quen thuộc của cụ Nguyễn Đình Chiểu ha. Cụ còn nhớ ghi lời của ông Nguyễn Xuân Phúc lúc mà còn là thủ tướng, đã phát biểu trong buổi gặp mặt các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng. Cụ nói rằng là đảng, nhà nước vận động thuyết phục nhân dân chứ không phải dùng quyền lực. Bác Phúc nói rõ ràng vậy ha. Đảng và nhà nước vận động thuyết phục nhân dân chứ không phải dùng quyền lực. Bởi vì chính quyền là từ dân mà ra. Chính quyền là từ dân mà ra. Các cấp các ngành phải nhận thức được điều này, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, phép nước, Từ đó Thủ tướng đề nghị là cần tăng cường gặp gỡ lắng nghe người dân, gần dân hơn, khắc phục những yếu kém còn tồn tại. Những lời phát biểu của Thủ tướng được đăng ở trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 18 tháng 1 năm 2020, vẫn còn ràng đó thôi. Và cụ nói thêm để ai mà chưa biết chữ nghĩa thì biết, và ai chưa hiểu chữ nghĩa và trọng nghĩa thì hiểu và hành động. Không biết, không hiểu và hành động, cái nói chung là không biết, không hiểu và hành hiệp trọng nghĩa thì hại cho đời, hại cho người và hại cho gia đình, hại cho bản thân lắm đó nghe. Đó là toàn bộ cái lời phát biểu của bác Đặng Quang Bình nói về cái việc nghĩa, nhưng mà lồng ghép trong cái câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng. Qua đó thì chúng ta cũng hiểu vì sao bác đứng về phía cô Nguyễn Phương Hằng và rất là muốn cái vụ việc này nó sớm ra ánh sáng để cô Nguyễn Phương Hằng có thể trở lại và giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, cũng như là giúp cho nhân dân xây cầu, xây đường. Thì đây rõ ràng là mong muốn của rất là nhiều người, chứ không riêng gì bác Đặng Quang Bình. Ngay cả bản thân cô chú anh chị ở đây, có lẽ rất là nhiều người cũng tin yêu, mến và mong một ngày gần nhất cô Nguyễn Phương Hằng sẽ kêu bằng tái xuất để tiếp tục giúp đỡ cho đời ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.